Xin chào, tôi là Henry đến từ Kami Nutepi. Điều này có nghĩa là tôi vẽ những hình que để giải thích khoa học. Hôm nay, tôi có mặt tại trụ sở YouTube để nói về cách tạo video hay. Chúng ta bắt đầu nhé! Ý tưởng là những gì tôi quan tâm và tôi không thể ngừng nghĩ về chúng. Đôi khi tôi có đến 1 triệu ý tưởng và cứ lăn tăn không biết. Mình có thể làm ý tưởng nào trong số đó đây? Đôi khi tôi lại chẳng có ý tưởng nào. Tôi nghiên cứu khá nhiều, tôi ngồi xuống, viết và suy nghĩ. Tôi đọc nhiều bài báo khoa học. Nếu đã hiểu được điều gì, tôi sẽ tìm cách mới, thú vị để giải thích. Tôi cần có sự hào hứng về chủ đề của video. Đó là điều tôi cố gắng gom nhặt và đưa vào video. Với kịch bản, thử thách là tìm ra ý tưởng cốt lõi. Quan trọng nhất, một viên kim cương lấp lánh. Và tất cả những thứ lộn xộn khác xung quanh nó có thể thú vị. Nhưng không thực sự quan trọng. Tôi cố gắng bám sát phần ở giữa này. Đôi khi, những phần khác này tham gia vào câu chuyện một chút. Nhưng điều quan trọng là duy trì tập trung vào một thứ thôi. Nếu bạn chỉ có một điều cần nói, thì đó là gì? Tôi nghĩ điều quan trọng là duy trì tập trung cho những video mà tôi làm. Chúng thực sự cần nhiều công đoạn sản xuất và tốn nhiều thời gian. Tôi phải vẽ hình ảnh và chỉnh sửa từng giây trên camera. Nếu tôi viết một kịch bản dài gấp đôi, thì quá trình chỉnh sửa cũng dài gấp đôi. Và quá trình vẽ cũng vậy. Tôi cố gắng viết kịch bản ngắn để không phải làm nhiều việc. Và tôi có thể sáng tạo nhiều video hơn. Thông thường, điều đó khiến bạn phải tìm một thứ quan trọng. Điều đó giúp tạo ra nhiều video hấp dẫn hơn. Sau khi tôi có kịch bản, có cảm giác nhiều video biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có kế hoạch và cách thực hiện mục tiêu này. Nếu bạn đang làm một video hoặc hình, bạn phải quyết định. Mỗi giây hiển thị trên màn hình của video. Tôi thường vẽ một lưới đường thẳng. Đây là các cảnh phim. Tôi sẽ lấy cảnh đầu tiên và nghĩ đến điều mình muốn cho cảnh đó. Tôi luôn bắt đầu bằng logo của mình. Đây chính là giao diện của bản phân cảnh. Mục đích duy nhất của bản phân cảnh là giúp tôi biết mình sẽ làm gì sau đó. Đối với tôi, điều quan trọng là phải quyết định thứ tự những thứ cần vẽ. Tôi không thể thay đổi điều đó sau này. Tôi đánh số các thứ đó để biết mình sẽ vẽ chúng như thế nào sau này. Thật là lộn xộn, bản phân cảnh cho tôi một bức tranh nháp để tôi có thể nhìn vào. Và tất cả đều trên một tờ giấy. Đôi khi tôi phát lại phần diễn giải trong khi xem bản phân cảnh. Và nghĩ xem nó có hiệu quả như thế nào và liệu tôi có cần thay đổi gì không. Xem thế nào nhé! Mẹo lớn nhất giúp bạn tạo nội dung hay là biết bạn thích điều gì? Và bạn không thích điều gì? Bạn phải có chính kiến, bởi nếu bạn không biết điều gì là tốt, thì sao bạn có thể làm gì tốt được chứ? Điều quan trọng thứ hai là tạo video và thực hành. Đó là cách bạn phát triển bộ kỹ năng thứ hai. Tức là xem có chỗ nào chưa thực sự tốt và tìm những phần bạn cần cải thiện. Cảm ơn các bạn đã xem và cảm ơn đã chào đón tôi tại YouTube. Tôi là Henry, tôi tạo ra kênh Minutepi và Minutea. Hy vọng bạn học được gì đó từ video này. Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm tạo video tại trang web invideo.design.